Xin chào khách hàng của Trần Huê Jobmaster Ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn uh, sử dụng phần mềm TCBS uh, Về phần mềm TCS thì là phần mềm về giao diện là số 1 Về đầu tiên mình xin uh, giới thiệu hạng mục đầu tiên là khởi tạo danh mục Bước khởi tạo danh mục thì các bạn sẽ vào Để bàn đặt lệnh và để biết mã đúng không thì chúng ta sẽ vào uh, khởi tạo danh mục thì chỗ cái mục cái bảng giá này các bạn sẽ click vào đây Đó. Đây là cái hạng mục về danh mục quan tâm danh mục mặc định nhé. Còn các bạn muốn tạo một những cái danh mục giống như huê đây, huê là có danh mục về bank, về uh, may mặc, về chứng khoán đấy thì làm nào nào? Chúng ta khởi tạo một cái danh mục như này. Ok, thì uh, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đầu tiên là mọi người sẽ kích vào, kích vào cái này, chưa, kích vào này. Sau đó mọi người sẽ tạo cái chữ tạo thư mục mới này, tạo danh mục mới này. Đấy, các bạn sẽ vào tạo danh mục mới Sau đó các bạn muốn tạo danh mục thì đây các bạn sẽ đánh là Ví dụ như là 01 đi, 01 sách mã của Huê yeah. Đấy về các thứ khác thì cũng thế Sau đó thì um, các bạn đã tạo trong cái cái danh mục là mã của Huê rồi Các bạn sẽ có cái dấu cộng đầu này Các bạn sẽ tích vào đây, tích vào dấu cộng yeah. Sau đó các bạn sẽ gõ cái mã của bạn, các bạn cần tìm vào ví dụ như mã CSM, đó. đó các bạn tìm được chữ CSM ra là cái quan tâm của chúng ta và danh mục của chúng ta, bạn sẽ click vào đây, đó. Sau đó các danh mục, à, các mã, ví dụ như là thêm đi, HPG đi, ok, đấy. Thì cái danh mục, danh mục của, của gì? Danh mục của mã của Huy nó sẽ gồm những mã này, đó. Cũng tương tự những cái mã mà cái khác Huy đã lập đây, đấy đó tạo danh mục rất đơn giản, yeah. thứ hai, cái, cái, cái đấy là cái mà tạo thêm. còn xóa đi thì các bạn sẽ cũng vào đây và xóa kích vào đây, kích vào cái dấu cộng ở dấu ba chấm này, bạn xóa, đổi tên xóa, đấy, rất đơn giản nhé. Đấy. Uh, đó. còn các bạn muốn đặt lệnh, sẽ sau khi mà có danh mục rồi, có cái danh mục quan tâm rồi, uh, các bạn muốn đặt lệnh, nhá, yeah. mình sẽ hướng dẫn mọi người đặt lệnh. xong, xong mục khởi khởi tạo danh mục rồi nhé. là mã đúng không mã rồi, chúng ta sẽ đến cái uh, đặt lệnh. Thì ở tcms nó có hai cái tiểu khoản, nha. Yeah, hai cái tiểu khoản chúng ta phải cần phải biết được là chúng ta đặt lệnh, nha. Kích vào dấu ba dấu chấm này, các bạn sẽ có hai cách đặt lệnh. Cách đặt lệnh đầu tiên là các bạn sẽ vào cái danh mục của của các bạn, gồm chứa cái mã quan tâm của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta đặt HD banh đi, các bạn sẽ kích vào HD banh dấu ba chấm này, các bạn sẽ đánh chữ đặt lệnh, nha. Yeah, đặt lệnh này, đó. Xong rồi, các bạn sẽ đặt lệnh bình thường thôi đặt lệnh này giá các bạn đặt này giá khu vực giá này khối lượng đặt này được chưa và các bạn sẽ đặt ở cái tài khoản nào tài khoản này được chưa tiêu khoản là phải tiêu khoản gì thường hoặc là đấy thường của huê bây giờ có hơn một nghìn thôi còn bên khí quỹ của huê giờ sức mua đang là 57 triệu đó thì các bạn vào đây các bạn sẽ đặt được chưa đặt giá đúng không đặt thứ nhất là sẽ đặt theo cái ba cái loại giá đúng không giá l không là các bạn hôm vừa rồi vừa đã nói về cái L0, ATO, ATC, MP rồi đúng không? Thì các bạn muốn đặt ATO, giá mở cửa ATO Hoặc là gì các bạn muốn đặt ATC Hoặc là các bạn đặt L0 là đúng giá của bạn đánh ra HD của bạn đánh giá là 30 đi, 30.5 Thế độ thế, yeah. Sau đó các bạn đánh khối lượng, khối lượng nó sẽ tương ứng Ví dụ như nó đưa ra cái giá như này thì các bạn sẽ được mua tối đa là 1.800 các bạn sẽ đánh 1.800 ở đây hoặc không thì bạn mua chỉ 800 cổ đâu đấy sau đó 800 nhỉ yeah. sau các bạn có kết của chữ mua này đấy. Đấy. bán thì các bạn các bạn cũng tương tự thôi yeah. bán thì các bạn tương tự Ví dụ như mình muốn bán pan này cũng vào chuyện đặt lệnh này. sau đặt đặt mã gì bán bán pan pan đấy pan dụ mình đang có 1001 muốn bán hoặc là sức mua của mình đây sức mua của pan đây sức bán của pan đây đấy, đấy. bán hoặc mua đều có l không, atc ato mp chưa đấy. đấy các bạn nhớ là phải cái tiểu khoản nhé tiểu khoản thường để khoản ký quỹ thấy chưa đấy đấy là cách đặt mua đặt bán đúng không đặt mua đặt bán cái thứ hai là kiểm tra tài khoản mình sẽ hướng dẫn mọi người về kiểm tra tài khoản các bạn vào hôm này các bạn vào hôm các bạn vào hôm sau đó các bạn vào chữ tài sản để kiểm tra tài sản nhé tài kiểm tra tài sản này đấy ví dụ hiện tại huy đang có tài sản gồm có ba bốn mã một mã là CSM, hai mã DRC, ba là Ban 4 là TNG. đấy tổng quan của mình là giá trị mua giá trị mua của là 222 triệu còn giá trị bây giờ nếu bán hết chỗ này đi sẽ thu về 28 20, 20 triệu 800 đấy đấy là cái kiểm tra tài khoản kiểm tra tài khoản tuy nhiên là chúng ta sẽ có sức mua đây trên này là chúng ta có sức mua là 72 triệu đấy thì hôm vừa rồi mình bán có sức mua ở bên ký quỹ đấy, chưa? đấy các bạn muốn mua thì vào vào vừa nãy thôi đúng không sau đó ứng với cái sức mua của các bạn sẽ mua được bao nhiêu, đấy, đặt lệnh này, đấy, các bạn mua được bao nhiêu? Đấy, khi mà ký quỹ, này, tài khoản ký quỹ nó sẽ cho cho tỷ lệ ký quỹ bao nhiêu đây? Đấy. Đấy. Sức mua là như vậy đúng không? đó Tiếp theo đến uh, cái hạng mục là các bạn cũng rất hay cần quan tâm, đấy là hạng mục chuyển tiền, chuyển tiền, chuyển tiền, ok, mục chuyển tiền nhé. Các bạn sẽ vào cái hạng mục chuyển tiền này. Ờ, cái 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 này sau đó các bạn sẽ chuyển tiền chuyển tiền chuyển tiền đây chuyển tiền này đấy thì các bạn sẽ sẽ đặt cái từ tài khoản nào ví dụ như tài khoản uh, ký quỹ hay là tài khoản thường ví dụ tài khoản thường thì mình sẽ chuyển được ra ngoài hoặc là chuyển sang ký quỹ được chưa? là một nghìn bốn trăm hai hai đồng đấy, ví dụ mình chuyển ký quỹ nha tài khoản ký quỹ nhé, chuyển sang này chưa? số tiền là một nghìn bốn trăm đi đấy. và sau đó mình chuyển chuyển thôi hoặc là chuyển ra chuyển ra ngân hàng Techcombank của Huê hoặc là ra ngân hàng Vietcombank của Huê. Huê đã liên kết hai ngân hàng này chuyển ra Đấy. hoặc là tài khoản ký quỹ Tụi mình đang để, để, chuyển tài khoản thường và tài khoản ký quỹ nhé. chuyển này Đấy, xác nhận ok thành công Đấy, thì bây giờ tài khoản ký quỹ của Huê sẽ rút được là sẽ rút được là 500 uh, 541 đồng được yeah. Đấy. Vì nó cân đối, nó cân đối với cái, cái lượng hàng của Huê đang âm hay đang dương bây giờ nó ra này. Vậy thì từ cái quỹ mình có thể chuyển được ra gì? Chuyển ra tài khoản thương, tài khoản, à, tài khoản uh, Việt Công Banh hoặc tài khoản Tết Công Banh. Đấy. Ví dụ như Huê chuyển tài khoản thương, à, về tài khoản thương đi, tài khoản thương. Và số tiền là 500, 500 đồng nhé. Yeah, ok, chuyển, xác nhận. Ok, Đấy. đấy là chuyển tiền. Cái thao tác chuyển tiền chúng ta có chuyển Yeah. từ điều khoản nào nhớ phải có điều uh, khoản nhé từ điều khoản ký quỹ này điều khoản thường này nhé yeah. đấy, đấy. nhân tài khoản điều khoản thường giờ đang năm đang năm trăm đúng không? À, chuyển lại đi cho quen họ chuyển ra ngoài chuyển ra ngoài đây chuyển này số tiền cũng là 500 100 đồng đi nữa nhé nhé chuyển hết Hình như là nó, nó yêu cầu là phải chẵn một nghìn đồng hay mười nghìn đồng thử chuyển à đây chuyển được xác nhận đấy. xác nhận thế là xong Đấy, đã chuyển được 100 đồng đi ra ngoài tài khoản tách hoặc tài khoản Vietcombank yeah, về chuyển khoản nhé tiếp theo tiến hạng mục tiếp theo là uh, xin quay về hôm quay về hôm quay về hôm rồi chúng ta tra cứu lệnh nhé yeah, tra cứu lệnh thì các bạn vào chỗ bảng giá này sau đó có cái 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 này này cái gì nhỉ uh, cái như cái đồng hồ ấy thích vào đồng hồ này sau đó chuyển uh, lệnh này ví dụ như mình để gần gần đây đi mình gần đây mình hay lên, hay hay đặt lệnh của Tech đấy, đây là, Tết của mình báo này, phần uh, Tết của mình báo là vừa nhận được 100 đồng của uh, TCB chuyển ra, nhớ từ 11 tháng 10 mười tra cứu, mình không giao dịch ở tài khoản tiểu khoản thường nhé, mình uh, giao dịch ở tiểu khoản cái quỹ, ký quỹ này, tra cứu này, đấy, đây, uh, lệnh mua này, lệnh mua này, lệnh bán này, không vừa rồi uh, nguy hiểm quá, huy bán một số này, đấy đây là các lệnh hội lãi được hơn 10 triệu này, Đó. giá mua ra khớp đây, ra khớp giá bán này. CETM vừa mới mua, Đó. đấy là đấy là về tra cứu lịch sử lệnh, Đó. ok. Tiếp theo là tra cứu về hiệu suất đầu tư, tiếp theo tra cứu về hiệu suất đầu tư nhé, tra cứu về hiệu suất đầu tư, chỗ đây hiệu suất hiệu quả đầu tư đây, hiệu quả đầu tư, thì các bạn sẽ và chi tiết này Đấy. đây ví dụ như là của huê là một tuần lãi được bao nhiêu này ờ, một tháng lãi bao nhiêu này một ba tháng lãi bao nhiêu đấy còn danh mục này đấy, danh mục đang cầm đây danh mục còn lại tại 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 cổ phiếu này, các giao dịch nhá, các giao dịch Đấy. các giao dịch, giao dịch gần đây nhé đấy. tổng quan đây đấy. rất là hay Nha. hiệu quả đầu tư đấy. tiếp theo là về Ờ uh, ký quỹ kiểm tra ký quỹ nhé Vậy là bây giờ mình hiện tại mình đang đang gần full margin. Nếu full margin hết thì các bạn phải kiểm tra RTT. Rồi cái cái RTT của cái, cái quỹ của chúng ta là đang bao nhiêu thì xem cái tài khoản của chúng ta có cần phải an toàn không bị for sale hay là bị full margin không. Ok. Đấy, đây nhỉ. quỹ Ký quỹ ký quỹ kéo xuống ký quỹ chưa nhìn thấy chưa nhìn thấy ở à, đây vay cái quỹ margin này đây. đây có một vay cái quỹ margin đấy vay cái quỹ margin đấy đó. Hiện tại là tỷ lệ tài khoản của Huê đang là RTT 172 nghĩa là gấp đôi với cái lượng báo cảnh báo, lượng cảnh báo là nhỏ hơn 85 nữa. Chúng ta sẽ có cái RTT của Huê đang rất an toàn nhỉ yeah. Chú ý cái cái for sale của, của của của, cái quỹ này, RTT là 85%. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái khá là quan trọng của các bạn khi mà các bạn có ký quỹ này cũng như là tài um, khoản thường này, các bạn muốn sử dụng cái quỹ, còn tài khoản thường, các bạn sẽ có sẽ có cái là tập, chuyển khoản, yeah, vừa nãy có một cái mục chuyển khoản ra ngoài hoặc là chuyển chuyển khoản từ tiểu khoản này sang tiểu khoản kia chúng tôi đã hướng dẫn rồi. Tiếp theo có một cái hai mục chuyển khoản kỹ chứng khoán, yeah. chuyển khoản chứng chứng khoán nhé, chứng khoản, khoán này, tiếp theo là chuyển chuyển khoản chứng khoán này, thì các bạn sẽ có chuyển khoản là từ từ cái quỹ sang thường, đúng không? thì chúng ta xem xem chúng ta muốn cái nào chuyển cái này ví dụ như huê muốn chuyển 400 trăm từ khoản tài khoản ký quỹ sang tài khoản thường là 200 nhé 200, à, mã cổ phiếu DRC yeah. DRC này Đó. và phải đảm bảo là T3 đủ về rồi thì mới có được uh, chuyển chuyển giữa mã này mã kia tiểu khoản này mã tiểu khoản kia nhé phải đủ T3 nhé yeah. OK số lượng tối đa là 200 chuyển xác nhận OK đấy vậy thì khi mà khi mà về cái kiểm tra tài khoản ấy thì của Huê bây giờ hiện tại nó có hai màu một màu DRC là tài khoản thường và và một cái là tài tài khoản ký quỹ được chưa đấy thì như này thì Huy sẽ có uh, những cái sức mua nó sẽ khác nha đấy bây giờ màu vàng nhá nhớ màu vàng đây The DRC này có 200 ở tài khoản ký quỹ uh, tài khoản thường còn còn màu xanh là tài khoản 100% trăm tài khoản ký quỹ tuy nhiên Huy muốn uh, chuyển sang 100 trăm rồi giờ lại chuyển ngược lại thôi chuyển ngược lại yeah, thường sang gì đấy vừa nãy em một trăm mấy mấy bây giờ một trăm mười hai tài khoản thường sang ký quỹ giờ mình xem tài khoản thường có hai trăm thôi đúng không đây, tài khoản thường hơi có hai trăm chúng ta mã đây là c đó có hai trăm và chuyển tối đa là hai trăm sang ký quỹ hết chuyển sang nhận ok đấy là đã thực sự thực hiện được toàn bộ cái việc về chuyển khoản ký quỹ cũng như là uh, tất cả các giao dịch. OK, đấy, đấy là cái hướng dẫn về ký quỹ. Tiếp theo là bán lô lẻ, bán lô lẻ đơn giản thôi đúng không? Có những mức lô lẻ mà hàng về rồi thì ta có thể bán. Hiện tại nó hơi không có lô lẻ nào, thì các bạn sẽ khi nào có lô lẻ thì bạn bán lô lẻ. Đấy, xong rồi toàn bộ cái uh, thông tin về khởi tạo danh mục này, điều khoản này, vay cái quỹ này, uh, đặt lệnh này, uh, kiểm tra tài khoản này, chuyển khoản này, chuyển tiền này, lịch sử giao dịch này, kiểm tra việc hiệu suất đầu tư này. Thì Huy đã hướng dẫn cho mọi người toàn bộ cái um, trên cái app của ngày Buổi ngày hôm nay thì rất uh, mong muốn cái sự uh, đồng hành luôn luôn của các khách hàng của Trần Huê uh, rất cảm ơn mọi người và chúc mọi người tài khoản luôn tím, tím, tím và tím mình xin phép dừng video tại đây mọi khó khăn về giao dịch trên TCMs người hãy liên hệ với huê để mọi người biết được cái tư vấn cũng như là support của huê mình sẽ phép kết thúc video